rạp đầy sông núi, anh em ta rạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Quang Nam xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019 và là buổi phát thanh lần thứ 2907 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Hải sản Việt Nam có nguy cơ bị cấm nhập vào Âu Châu. Indonesia trần bắt một tàu cá và 12 ngư dân Việt Nam. Việt Nam lại phá vỡ một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hơn 300 xác heo trôi bồng bềnh trên sông Hóa ở Hải Phòng. Dân Hồng Kông xuống đường phản đối dự luật dẫn độ về Hoa Lục. 272 nhân viên bầu cử Indonesia thiệt mạng vì làm việc quá nhiều. Mỹ chính thức cấm vận tập đoàn dầu khí Venezuela. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Hà và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó, trong câu chuyện thời sự, bà Nguyễn Thị Kim Thanh sẽ kể lại tình hình của chồng bà là ký giả Trương Minh Đức hiện đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Giữa chương trình là tiết mục Đất Nước Đứng Lên và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Hồ Sĩ Khải tại Huntington Beach, California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh anh Vương Thanh Thuận, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Hà và Bá Cơ trình bày sau đây. Bộ Nông nghiệp Việt Nam vào tuần qua đã mở cuộc họp khẩn trước nguy cơ thủy hải sản Việt Nam bị cấm nhập sang Âu Châu vì giới ngư dân Việt vẫn tiếp tục xâm phạm và đánh cá bất hợp pháp trong hải phận các nước láng giềng. Từ tháng 8 năm 2017, khối Âu Châu đã đưa ra thẻ vàng cảnh cáo Việt Nam về nguồn hải sản đánh bắt bất hợp pháp từ các nước láng giềng. Mặc dù đã nỗ lực tuyên truyền và trừng phạt những ngư dân xâm phạm hải phận các nước láng giềng, nhưng gần 2 năm qua vẫn có hàng trăm tàu cá và ngư dân Việt bị các nước giam giữ về tội xâm phạm hải phận của họ. Theo nguồn tin của Bộ Nông nghiệp, một phái đoàn thanh tra của khối Âu Châu dự trù sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 5 để điều tra về xuất xứ của các hải sản Việt và biện pháp ngăn chặn làn sóng ngư dân đánh bắt hải sản trong hải phận các nước láng giềng. Vào hôm thứ Bảy 27 tháng 4 vừa qua, tuần duyên Indonesia đã chặn một tàu cá Bình Định, bắt 14 ngư dân trên tàu tại một vùng biển cách bãi cạn Cảnh Dương khoảng 50 hải lý về hướng Tây Nam, sát đường ranh hải phận hai nước. Một tàu kiểm ngư Việt Nam đang hoạt động gần đó đã chạy đến ngăn chặn chiếc tàu tuần duyên Nam Dương. Nhưng chiếc tàu Bình Định vẫn bị lôi kéo đi với tốc độ cao và bị nước tràn vào. Hai ngư dân kịp thời nhảy xuống biển và được tàu kiểm ngư Việt Nam vớt. 12 ngư dân còn lại bị phía Nam Dương đưa đến giam giữ tại một nơi chưa rõ. Trước đó hai ngày, giới chức Mã Lai cũng bắt giữ 6 tàu cá cùng 63 ngư dân Việt với cáo buộc xâm nhập và đánh cá bất hợp pháp trong hải phận Mã Lai. 4 tàu cá Việt bị bắt vào ngày thứ Năm 25 tháng 4. 2 chiếc kia thì bị trần bắt vào ngày thứ Sáu 26 tháng 4. Bộ Công an Việt Nam vào hôm qua, Chủ nhật ngày 28 tháng 4, quyết định truy tố 28 người trong đường dây đánh bạc trên trang mạng có tên là fxx88.com với tổng số tiền giao dịch hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do một số công dân Trung Cộng cầm đầu. Theo cáo trạng của công an, thì đường dây này đã thu hút hàng trăm ngàn người tham gia đánh bạc với tổng số tiền ước tính là 30.000 tỷ đồng thông qua 4.000 đại lý thu nhận tiền. Trong lúc dịch tả heo Phi Châu vẫn còn hoành hành, giới chức Hải Phòng vừa phát giác khoảng 300 xác heo bốc mùi hôi thối đang trôi bồng bềnh trên sông Hóa ở địa phận huyện Vĩnh Bảo suốt một tuần qua. Theo lời kể của người dân, xác heo trôi nổi trên sông Hóa đã xuất hiện khoảng 10 ngày qua. Theo khẳng định của giới chức Hải Phòng thì số heo chết này không phải là của thành phố, vì từ khi bộc phát dịch tả heo Phi Châu, giới hữu trách đã tiến hành phong tỏa và kiểm tra chặt chẽ các nơi nuôi heo, đồng thời chi tiền bồi thường rất cao nên người dân sẽ không vứt bỏ heo chết để mất tiền bồi thường. Như tin đã loan,
Hải Phòng là nơi bộc phát dịch tả heo Phi Châu. Sau 2 tháng, tổng cộng có đến 75.000 con heo đã bị tiêu hủy. Hiện các quận huyện của Hải Phòng còn khoảng 165.000 con heo. Hàng chục ngàn người Hồng Kông đã xuống đường vào hôm qua để yêu cầu bãi bỏ dự luật dẫn độ công dân Hồng Kông sang Hoa Lục để xét xử. Theo tuyên bố của người biểu tình thì dự luật này sẽ tước đoạt thêm các quyền lợi của người dân tại khu tự trị Hồng Kông, nơi thừa hưởng một hệ thống pháp luật dân chủ của Anh kéo dài hơn 100 năm. Đoàn biểu tình đã tuần hành qua nhiều khu vực sầm uất của Hồng Kông kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, trong khi hàng ngàn người khác tập trung trước trụ sở nghị viện và cơ quan hành chánh. Cuộc tổng tuyển cử tại Indonesia vào hôm 17 tháng 4 đã kết thúc, nhưng có hơn 270 nhân viên bầu cử đã chết vì làm việc quá nhiều giờ trong tiến trình kiểm phiếu tại một quốc gia có dân số hơn 260 triệu người. Đây là lần đầu tiên Nam Dương kết hợp cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương vào một lần đi bầu nhằm cắt giảm chi phí. Với hơn 193 triệu cử tri và mỗi người được phát 5 loại phiếu, tổng số phiếu bầu lên đến gần 1 tỷ tờ và phải kiểm bằng tay, dẫn đến con số tử vong quá cao nói trên vì làm việc quá sức. Ngoài con số 272 nhân viên chết vì kiệt sức, khoảng 2.000 nhân viên khác cũng ngã bệnh. Vào tuần qua, Bộ Tài chính Nam Dương đã nhóm họp để thảo luận về việc bồi thường cho gia đình các nhân viên bị thiệt mạng. Vào hôm qua, Chủ nhật ngày 28 tháng 4, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã bắt đầu có hiệu lực thi hành đối với tập đoàn dầu khí PDVSA của Venezuela, gia tăng áp lực buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức nhường chỗ cho thủ lãnh đối lập Juan Guaido. Theo lệnh cấm này, thì tất cả các công ty của Hoa Kỳ không được phép mua dầu khí từ tập đoàn quốc doanh Venezuela, kể từ các công ty phụ của tập đoàn. Lệnh này cũng cấm bất cứ công ty hay quốc gia nào sử dụng hệ thống ngân hàng của Mỹ để mua dầu khí của Venezuela. Theo nguồn tin tổng hợp, 96% nguồn thu nhập của Venezuela đến từ các mỏ dầu khí, với khoảng 75% số dầu thô được bán sang Hoa Kỳ mỗi năm. Trung bình mỗi ngày, Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 500.000 thùng dầu thô từ Venezuela. Thưa quý thính giả, trong vụ án những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vào năm ngoái, ký giả Trương Minh Đức đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 12 năm tù giam vì tội yêu nước. Hiện ông Trương Minh Đức đang bị giam tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An. Sau chuyến viếng thăm chồng lần này, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã kể lại tình hình của ông Đức qua cuộc phỏng vấn với Quang Nam sau đây. Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi, xin chào bà Nguyễn Thị Kim Thanh, thưa bà. Dạ, kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị nghe đài. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của ký giả Trương Đức. Thưa bà, chúng tôi được biết là vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, bà có dịp đi thăm gặp chồng của bà là ký giả Trương Minh Đức. Xin bà cho biết hiện nay sức khỏe của ông Đức ra sao, thưa bà? Dạ vâng, ngày 23 tháng 4 vừa qua, tôi có đến trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An để thăm gặp và gửi quà cho chồng tôi. Hiện nay thì sức khỏe của chồng tôi cũng tạm ổn và khỏe hơn so với kỳ thăm trước một chút. Tuy nhiên hiện nay thì khí hậu ngoài đấy nó rất là khắc nghiệt, nên nắng nóng có lúc lên tới gần 50 độ C. Lên cũng không nói trước được điều gì vì chồng tôi thì anh ấy có cái bệnh tim mạch ấy và huyết áp cao, cũng rất là nặng nên hay mệt và khó thở lắm. Nên tôi cũng lo lắng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Vì khí hậu thì nó nắng nóng thất thường mà chung quanh cái trại giam đó thì toàn là đồi núi với sỏi đá. Mùa lạnh ấy thì cái độ ẩm rất là cao, khí hậu ở đó nó độc lắm. Mỗi lần tôi đi thăm về thì tôi cũng hay bị đau. Mà đời sống thì ở trong các cái trại giam tù ấy thì vấn đề mà ăn uống vệ sinh môi trường, cái cuộc sống tù đầy thì rất là khắc nghiệt, thiếu thốn về mọi mặt. Nên thì tôi cũng lo cho anh ấy, không biết thì nó sẽ như thế nào. Dạ vâng, hiện nay đó thì bà có biết là ông Trương Minh Đức đang bị giam đó, có gặp khó khăn gì từ phía quản lý trại giam không, thưa bà? Dạ, nói thì cũng có rất nhiều cái khó khăn. Ở trong trại giam ấy thì thường thường thì những người tù thì phải bị giới hạn rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như cái giờ giấc ấy thì
những cái lúc mà hôm trước thì thấy anh nói là khoảng từ cỡ 9 giờ đổ ra cho tới 2-3 giờ chiều thì họ đóng cửa lại, họ không cho mình ra ngoài ấy. Mà nếu mà cái thời tiết như này thì thật sự là nếu mà ở trong cái phòng thì nó nóng kinh khủng lắm. Thì cái đó cũng là một cái khó khăn cho anh ấy. Cái khó khăn nữa là nhiều khi anh viết thư về cho gia đình, người thân á, thì họ duyệt rất là kỹ. Có khi thì anh gửi được, mà có khi thì họ không cho gửi. Nên nó còn nhiều cái khó khăn, chẳng hạn như người thân như tôi ấy, nhiều khi mỗi lần mà đi thăm gặp anh ấy, thì khi mà gửi quà cũng có những cái giới hạn về số ký, hoặc là có những cái thứ mà gửi vào họ không cho chồng tôi nhận. Hay là những cái khó khăn thì nó ở trong nó cũng rất là nhiều. Nhiều khi có những cái nhạy cảm thì anh còn không được nói ra nên có thể mình không biết. Thưa bà, trong vụ án các thành viên hội anh em dân chủ đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tuyên án tất cả là 66 năm tù cho 6 thành viên của hội anh em dân chủ, trong đó ký giả Trương Minh Đức bị tuyên án 12 năm tù giam và cộng thêm 3 năm quản chế. Bà nghĩ sao về cái bản án này, đặc biệt là bản án dành cho chồng của bà là ký giả Trương Minh Đức, thưa bà? Thì tôi là một người vợ, thì tôi vẫn khẳng định từ khi mà chồng tôi bị bắt đến nay thì tôi vẫn khẳng định là chồng tôi vô tội và những việc mà chồng tôi làm là đúng, nhưng mà vẫn bị xử một bản án 12 năm tù và 3 năm quản chế. Thì nói thật là cái điều đó cũng thật là bất công và oan sai đối với chồng tôi nói riêng và tất cả những tù nhân lương tâm nói chung, vì tất cả họ đều vô tội, nhưng chồng tôi và các tù nhân lương tâm thì cũng không hề sợ hãi và cũng không chùn bước. Các anh ấy vẫn mạnh mẽ, kiên cường. Hôm ra tòa chồng tôi thì anh còn nói là trước phiên tòa dù bản án có bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề. Có điều thì tôi cũng thấy là nhà cầm quyền Việt Nam làm gì có luật pháp. Họ xài luật rừng quen rồi và thường là họ xài luật như kiểu mà ngồi xổm trên pháp luật. Sau những ai mà chống đối hoặc là bất đồng chính kiến với họ thì là họ bắt giữ vô tội vạ. Họ thường là dùng những cái bản án bỏ túi đối với tất cả tù nhân lương tâm ấy, đều phải chấp nhận cái bản án áp đặt vu khống cho những người mà dám đứng lên chống đối họ về những cái tình trạng mà bất công sai trái, xong họ xử án cho thật nặng. Thành ra những cái đó mình cũng cảm thấy nó cũng là một cái bất công. Tôi nghĩ là mình là một người vợ, mình thấy như vậy đó, mình cũng cảm thấy lo lắng và cũng rất là buồn vì cái đất nước của mình nó như vậy. Nhưng nói thật thì những người đấu tranh người ta cũng vẫn không khiếp sợ, mà cứ càng ngày thì càng nhiều người hơn, và họ càng mạnh mẽ hơn và họ càng kiên cường hơn, chứ họ lại không sợ để chùn bước. Thưa bà, trong cái lần thăm gặp này đó thì ông Trương Minh Đức có nhắn gửi điều gì với bà trước cái dư luận trong và ngoài nước không ạ? Thì nói đúng lúc mà gần về thì chồng tôi cũng nói đi nói lại là trước khi thì chồng tôi cũng nhắn gọi là tôi về nhà khuyên bảo con cháu, nhắn nhủ anh em trong nhà phải cẩn thận về mọi vấn đề. Tại vì cái xã hội giờ thì nó cũng rất là phức tạp và luật pháp thì nó không có. Rồi anh cũng nói là anh sẽ cố gắng để anh giữ gìn sức khỏe, để mong xem là một ngày nào đi đất nước quê hương mình có tự do và có nhân quyền hay không. Và anh cũng có nhắn gửi là cũng mong rằng mọi người ở bên ngoài hãy đấu tranh mạnh mẽ lên để xem mà đất nước mình nó có được thay đổi những cái thể chế gì để cho đất nước của mình nó có nhân quyền và nó có tự do hơn. Thì anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nghe đài và tất cả những anh chị em đã luôn thương yêu và đồng hành với anh. Thì anh cũng gửi lời cảm ơn với tất cả mọi người. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, xin trân trọng kính chào bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Xin cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị nghe đài, cảm ơn anh Quang Nam và cảm ơn đài Đáp Lời Sông Núi ạ. Thưa quý thính giả, ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước đang cùng hồi tưởng lại những thảm cảnh và tội ác do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra cho quốc gia và dân tộc suốt 44 năm qua. Cá mắc lưới thì phải vùng vẫy, người bị áp bức thì cần phải đấu tranh. Trong tiết mục Người dân tự quyết do Lý Trần Công phụ trách hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết
người dân Việt Nam còn chịu đựng đến bao giờ, sẽ do Hướng Dương trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay. Năm anh em trên một chiếc xe tăng là sự ví von của người dân về cuộc sống ngày càng nghèo khó. Cả tuần nay dân tình ca thán về tình trạng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng giá điện cao ngất ngưỡng để chào mừng 44 năm ngày 30 tháng 4 đen, Cộng sản Việt Nam cướp được miền Nam. Tăng giá điện chính thức ở mức 8,36% từ 20 tháng 3 năm 2019 đã đẩy giá bán điện bình quân tăng từ 1.720 đồng 65 xu. Lên 1.864 đồng 44 xu cho mỗi kilowatt. Dù giá điện đã tăng cao quá sức chịu đựng của người dân, nhưng có một điều lạ lùng là khi người dân nhận được hóa đơn tiền điện và đọc qua, người thì ngất xỉu, người thì la ó, kẻ kêu oan, kẻ khác thì chửi rủa ông điện lực đã phù phép những con số tiền điện phải thanh toán, tăng cao hơn cả nhiệt độ ngoài trời hiện nay trên dưới 40 độ C. Người dân thật sự phẫn nộ khi một tập đoàn nhà nước là điện lực với thế đứng độc quyền không đối thủ, nhưng lại giữ chức quán quân khi chỉ tính đến tháng 6 năm 2017, đã mang số nợ xấp xỉ 9,7 tỷ đô la không tiền trả. Vì vậy, theo lời dạy vàng ngọc của tiến sĩ kinh tế gia Vũ Đình Ánh, Tập đoàn Điện lực Cộng sản thi đua vặt lông vịt nhân dân bằng cách tăng giá điện để có tiền trả nợ. Và theo tính toán của tiến sĩ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thì Tập đoàn Điện lực cần phải cần cù vặt lông vịt nhân dân cho đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc đã hết nợ. Vậy ngày 30 tháng 4 sắp đến, người dân Việt Nam sẽ nghĩ sao về chuyện này? Trong lĩnh vực y tế, bà Bộ trưởng với hỗn danh Phù Thủy Kim Tiêm cũng đã ban hành thông tư 39 kịp thời chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước trong năm 2019. Theo đó, các dịch vụ y tế đều tăng từ 10 đến 40%. Cá biệt có những khoản tăng hơn 90%, chưa kể bà này còn muốn vặt lông vịt cả người nhà chăm sóc bệnh nhân, với lập luận rằng, có bệnh thì vào bệnh viện ắt phải là dân có tiền thì nhà nước phải thu tiền kể cả người nhà bệnh nhân. Tính nhân văn của người Cộng sản chưa bao giờ cao đến như vậy, đặc biệt là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Câu khẩu hiệu, lương y như từ mẫu, được treo trong các bệnh viện, thì dưới thời bà Bộ trưởng Y tế Kim Tiến, mặc nhiên nó được người dân sửa lại là lương y chuyên hút máu, bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân là rất hữu lý. Các công ty cung cấp nước sạch cho người dân ba miền Bắc Trung Nam đều tung ra giá mới theo hướng tăng lên cho người dân để chào mừng 44 năm được Bác và Đảng cai trị toàn diện. Theo đó, giá nước sinh hoạt trong năm 2019 tăng bình quân 18%, nhưng chưa bao gồm thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường. So sánh ba miền, thì chất lượng nước ở Hà Nội là kém chất lượng nhất, đơn giản vì nó được Tàu Cộng cung ứng vật tư và thi công, đặc biệt là chất lượng ống nước có nhiễm độc do Trung Cộng sản xuất. Với câu khẩu hiệu, không tăng học phí khó đảm bảo chất lượng, của ngành giáo dục cùng với lá bùa hộ mệnh là Nghị định 86, thì bất kể trường đại học công lập hay tư thục, đều phải mỗi 2 năm phải tăng học phí một lần. Năm nay, đối với trường công do nhà nước ấn định học phí, thì Đại học Y Dược có mức học phí cao nhất với 46 triệu đồng cho mỗi năm. Riêng nhóm trường tư thục, học phí từ vài chục triệu đồng đến cả 100 triệu đồng cho mỗi năm. Nhưng hàng năm có khoảng vài trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm. Câu học giỏi để đổi đời xưa đã không còn linh nghiệm nữa. Khi hiện nay con ông cháu cha, dù học dở nhưng có bố làm quan. Sinh viên học giỏi ra trường chạy xe ôm, phụ hồ, con quan học dở nhưng tương lai vẫn có thể làm bộ trưởng, thủ tướng, tổng bí thư. 44 năm rồi, chế độ Cộng sản nó vẫn bất công với người tài như thế. Học sinh, sinh viên Việt Nam nghĩ gì về tương lai của chính mình? Các bạn trẻ cần phải trả lời, vì tuổi trẻ là rường cột của quốc gia. Nhân sự kiện hy hữu, khi Cộng sản Việt Nam thua kiện 1 triệu phú Hòa Lan gốc Việt là ông Trịnh Vĩnh Bình, với số tiền tổng cộng trên 37,5 triệu đô la thiệt hại và gần 7,9 triệu đô la án phí, Đảng ra lệnh cho nhà nước ngày 2 tháng 4 năm 2019
mỗi lít xăng 92 tăng 1.377 đồng, xăng 95 tăng 1.484 đồng. 15 ngày sau, ngày 17 tháng 4 năm 2019, mỗi lít xăng lại tăng ít nhất hơn 1.100 đồng. Các loại dầu cũng tăng hơn 400 đồng. Thật là cường điệu khi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thua kiện vài chục triệu đô la cho Trịnh Vĩnh Bình mà phải tăng giá xăng liên tiếp hai lần trong tháng 4. Tuy nhiên, từ thực tế ngân sách thâm thủng trầm trọng của chế độ Cộng sản hiện nay, cộng với vay mượn nước ngoài đang trong vòng bế tắc, thì vài chục triệu đô la Bộ Chính trị kiếm ra đâu có dễ. Khi Đảng hết dầu, thì Đảng cũng hết vinh quang. Mỏ dầu đâu phải là vô tận. Nhưng ngày tận số của Đảng thì đang lấp ló cuối chân trời. Người dân đang đánh cược xem 30 tháng 4 năm nay có phải là cuối cùng cho Đảng hay không. Người dân Việt Nam cần phải làm gì để giống như đất nước Algeria vừa qua, đã đạp đổ một chế độ độc tài. Tại cuộc biểu tình ở Algeria, một người có tên là Ali nói với Reuters rằng, chúng tôi chỉ có một từ để nói ngày hôm nay, đó là toàn bộ băng đảng phải ra đi ngay lập tức. Cuộc chơi đã kết thúc. Câu nói trên cũng đang được người dân Việt Nam nhắn gửi đến băng đảng Cộng sản Việt Nam. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, Đại tướng, cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa qua đời là một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tiêu biểu cho sự gian trá và bán nước, dù được Đảng tô son chét phấn bao nhiêu. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Gió Bất với tựa đề Hùm chết để da, Lê Đức Anh để lại cái gì? Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Theo truyền thống của chế độ Cộng sản, báo chí lề phải Việt Nam đang tấu khúc hùng tráng bi ai, ca ngợi công đức, phẩm chất của ông Lê Đức Anh, người từng giữ những chức vụ cao ngất ngưỡng, đại tướng, chủ tịch nước, bộ trưởng quốc phòng, như là lãnh tụ tướng lĩnh tài ba, liêm khiết. Nhưng đối với dân, với mạng xã hội, nghi vấn về những gian trá trong cuộc đời và những tội lỗi của Lê Đức Anh với đất nước, nhân dân và quân đội lại có dịp được khơi dậy sôi nổi hơn. Trong đó, có không ít sự thật hiển nhiên, bóc trần sự tán tụng của nền báo chí bừng bồ. Với thành tích bán nước, bán bè bạn cho Trung Cộng, Lê Đức Anh đã được bầu làm chủ tịch nước sau đó không lâu. Tướng bất minh, gây nợ máu, VOA có bài viết Lê Đức Anh làm tướng giỏi, làm chính trị tồi. Dẫn ý kiến của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đồng tình với lĩnh vực này. Về tài năng quân sự, ông đề cao Lê Đức Anh trong lập trường tiếp tục tiến công ở quân khu 9 sau Hiệp định Paris. Làm tư lệnh cánh quân phía Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh và thắng lợi trong cuộc chiến ở Campuchia. Ông Cù Huy Hà Vũ vốn không phải là nhà quân sự, lại ở quá xa chiến trường miền Nam và Campuchia, nên không đủ thông tin và lập luận để đánh giá điều này. Thứ nhất, về tư tưởng tiến công quân sự sau Hiệp định Paris, chỉ thể hiện sự lật lọng, vi phạm hiệp ước quốc tế đã ký kết, chứ không phải là tài năng. Thực tế, thời điểm ấy quân khu 9 cũng không có trận đánh nào có tiếng vang như trận Thường Đức ở Đà Nẵng hay trận Phước Long ở miền Đông Nam Bộ, làm thay đổi tình thế, cục diện chiến trường. Ngược lại, về phía Việt Nam Cộng Hòa, địa bàn này dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam, quân đội đã giữ nguyên vẹn lãnh thổ, binh lực và hệ thống chỉ huy đến tận ngày 1 tháng 5 năm 1975 mới tan rã.
Về cánh quân hướng Tây Nam do Lê Đức Anh chỉ huy, có hai nhiệm vụ là tấn công vào Sài Gòn và cắt đứt lộ 4, tức quốc lộ 1 hiện nay. Ở đoạn Long An, Tiền Giang để chia cắt sự chi viện giữa quân đoàn 4 của tướng Nam với Sài Gòn. Hồi ký của Lê Đức Anh và các tướng tá thuộc cấp đã tô vẽ với những lời có cánh về những thành tích ảo của cánh quân này. Nhưng theo nghiên cứu tổng hợp của Nguyễn Đức Phương cho thấy, cánh quân này đã không hoàn thành nhiệm vụ, không đột phá sâu vào Sài Gòn trước khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, chỉ gây gián đoạn thời gian ngắn mà không chia cắt làm chủ được quốc lộ 4. Về chiến trường Campuchia, cho tới nay vẫn chưa công bố chính thức số lượng binh sĩ thương vong là 2 vạn, 4 vạn hay 10 vạn. Tư lệnh chiến dịch giải phóng Campuchia là tướng Lê Trọng Tấn. Mũi tiến công chiến lược giải phóng Phnom Penh là quân đoàn 4 của tướng Hoàng Cầm. Tướng Lê Đức Anh chỉ huy lực lượng quân khu 7 đánh một số tỉnh phía đông Campuchia chỉ là hướng thứ yếu. Trong thời gian làm tư lệnh quân tình nguyện ở Campuchia, Lê Đức Anh đã trúng kế phản gián của Pol Pot, bức tử hàng chục cán bộ cấp tỉnh, bí thư tỉnh Siem Reap phải tự sát, gây ra vết rạn rất lớn trong mối quan hệ hai bên Việt Nam và Campuchia, tạo thuận lợi cho Pol Pot kéo dài chiến tranh và tổn hao xương máu quân đội Việt Nam. Việc năm 1974, Lê Đức Anh được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng được nhiều người giải thích chỉ là việc lợi ích phe cánh khi Lê Đức Anh ăn cánh với Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Nếu xem chính trị theo nghĩa vương đạo, làm lợi ích nước nhà, đất nước thanh bình, nhân dân yên ấm, thì Lê Đức Anh quả là nhà chính trị tồi. Nếu xem chính trị là kỹ thuật tranh giành quyền lực, thì từ anh cai đồn điền thành chủ tịch nước và tiếp tục làm Thái Thượng Hoàng đến khi trút hơi thở cuối cùng, thì Lê Đức Anh thật sự không tồi. Trong số những lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, thì người bị chính đồng đội, đồng chí tố cáo, bêu diễu ngay từ lúc còn đang sống nhiều nhất chính là Lê Đức Anh. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tá Nguyễn Minh Ngọc và nhiều sĩ quan cao cấp khác, kể cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tố cáo vụ án gián điệp siêu nghiêm trọng ở Tổng cục 2. Lê Đức Anh đã nâng Cục Quân báo từ một đơn vị tình báo quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu thành Tổng cục 2, là đơn vị tình báo chiến lược trực thuộc Bộ Quốc phòng và nguyên thủ quốc gia. Tiếp đó, Lê Đức Anh đã dựng Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí Thư và giữ vai cố vấn để thao túng. Nhưng khi thấy Lê Khả Phiêu không thần phục, còn lập ra tổ chức A-10 để theo dõi chính mình, Lê Đức Anh đã lật đổ Phiêu. Con đường hoạn lộ của Lê Đức Anh tắm đầy máu của đồng đội và cấp trên. Hậu quả việc rước voi dày mã tổ, mở đường cho Trung Cộng xâm chiếm, khống chế Việt Nam của Lê Đức Anh đối với dân tộc, đất nước sẽ còn kéo dài. Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức quốc tang, báo chí lề đảng đang rầm rộ tán tụng, điếu văn sẽ là lời xưng tụng có cánh công đức của Lê Đức Anh. Nhưng sự thật lịch sử sẽ không bị che phủ. Ngôi đền rộng 4.000 m² mà chính quyền đang gấp rút trùng tu sẽ trở thành địa phủ của tội ác mà bia miệng người đời nguyền rủa. Điều quan trọng là càng bưng bít những tội ác của lãnh đạo đời trước, lãnh đạo thế hệ sau của Đảng Cộng sản Việt Nam càng đào sâu hơn cái hố chôn vùi danh dự của mình. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay,
Mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Vương Thanh Thuận, sinh năm 1990, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Vì tình yêu non sông, vì tình thương.